Ngày 24 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Dương Tuấn Ngọc, sinh năm 1985, trú tại khu phố 3, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, trong thời gian sinh sống ở Lâm Đồng, đối tượng Dương Tuấn Ngọc đã đăng tải chia sẻ hàng trăm bài viết, video clip trên ứng dụng mạng xã hội Facebook, YouTube có nội dung bóp méo tình hình thực tế, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh. Sáng 24 tháng 7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa bắt giữ nghi phạm Trần Văn Đức để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản. Trước đó, trưa ngày 23 tháng 7, người dân phát hiện một thi thể nữ giới ở cánh đồng cầu, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, được xác định là chị H, sinh năm 1994, trú tại thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang. Nạn nhân bị đa chấn thương, mất máu cấp. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Thanh Miện tiến hành xác minh, điều tra và bắt giữ nghi phạm Trần Văn Đức. Theo kết quả điều tra ban đầu, Đức và chị H làm cùng công ty, Đức làm nhân viên giao hàng. Do còn nợ tiền hàng phải nộp về công ty, sáng ngày 23 tháng 7, Đức tạo nhiều lý do khác nhau để chị H ra khu vực cánh đồng thuộc khu Phượng Hoàng Hạ, thị trấn Thanh Miện với mục đích chiếm đoạt tài sản. Tại đây, nghi phạm đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu, ngực trái và tay khiến chị H tử vong, lấy tài sản của nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ngày 23 tháng 7, qua quá trình điều tra mở rộng vụ án Phan Công Khanh, sinh năm 1994, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, cùng đồng phạm lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Công an thành phố Hồ Chí Minh còn tiếp nhận đơn của anh S, ngụ tỉnh An Giang, tố cáo Muhammad Dafa, sinh năm 1996, ngụ tỉnh An Giang, cùng đồng bọn có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, tháng 1 năm 2023, Pha giới thiệu anh S mua ô tô hiệu BMW với giá 1,8 tỷ đồng. 3 tháng sau, Pha gọi anh S mượn chiếc xe để đi lại. Anh S đồng ý và nói Pha nếu có người mua xe thì báo cho anh để chốt giá bán. Pha mang xe đi cầm lấy 1 tỷ đồng. Qua làm việc, Pha khai nhận lấy xe của anh S đi cầm lấy tiền tiêu xài. Công an cũng tiếp nhận đơn của anh P, ngụ tỉnh An Giang, tố cáo Khanh và đồng phạm có hành vi chiếm đoạt ô tô hiệu Brabus thông qua việc Khanh mượn xe để trưng bày tại showroom trong ngày khai trương 8 tháng 6. Tuy nhiên, ngày 13 tháng 6, Khanh và đồng phạm bán xe của anh B cho anh L, ngụ thành phố Hồ Chí Minh lấy 24,5 tỷ đồng. Một số người tố cáo Khanh nợ tiền mua hoa, tiền thuê xe và tiền sửa chữa xây dựng showroom để khai trương hơn 125 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu vừa có thông báo yêu cầu đình chỉ hoạt động 8 quán cà phê xây dựng không phép lấn biển trên tuyến đường ven biển Trần Phú thuộc phường 1 và phường 5 thành phố Vũng Tàu. Sau khi kiểm tra hiện trạng, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu thống nhất đóng cửa 8 cơ sở kinh doanh gồm Oasis Coffee and Tea, Sea & Sun Coffee, Mi Oma Coffee, Bistop Lodge, Love Beach, Ocean House Restaurant and Bar, Good Coffee và Azure Tea and Coffee. Từ đầu năm đến nay, các cơ sở kinh doanh đã xây dựng không phép, trong đó một số cơ sở ở phường 5 còn lấn chiếm đất công, lấn biển để dựng lên các công trình điểm check-in cho du khách và kinh doanh các loại đồ uống. Ngày 23 tháng 7, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ của trung tâm vừa tiếp nhận hai bệnh nhân, gồm cô gái 19 tuổi và nam thanh niên 22 tuổi, nhập viện trong tình trạng nguy kịch do sử dụng thuốc lá điện tử. Nữ bệnh nhân 19 tuổi có tiền sử hút thuốc lá điện tử cách đây 6 tháng. Qua kiểm tra hai sản phẩm thuốc lá điện tử mà bệnh nhân mang đến thì phát hiện một mẫu chứa hai chất ma túy tổng hợp, mẫu còn lại chứa ba chất. Còn nam thanh niên 22 tuổi gần đây đã mua và sử dụng thuốc lá điện tử có tên Empire Chill với giá hơn 600.000 đồng và có ngày hút tới 3 đến 4 ống. Kết quả xét nghiệm phát hiện 4 chất ma túy tổng hợp có trong tinh dầu mẫu thuốc lá điện tử mà thanh niên 22 tuổi sử dụng. Chiều 23 tháng 7, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết bệnh viện tiếp nhận anh B, 31 tuổi, trú thôn Trung Thanh, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, bị ông vò vẽ đốt trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ Hùng cho biết bệnh nhân bị sốc phản vệ, ngưng tim, ngưng thở. Sau khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, bệnh nhân được các bác sĩ hồi sức thì có nhịp tim trở lại. Hiện bệnh nhân đang được thở máy, các bác sĩ đang tích cực điều trị.